á hậu quỳnh như tôi chưa bao giờ xấu hổ khi ba mẹ làm công nhân quỳnh như nói dù làm công nhân xong ba mẹ không để cô thiệt thòi so với những người bạn đồng trang lứa cô gái 19 tuổi xem thành tích á hậu là món quà dành tặng người thân sau thời gian nỗ lực cố gắng người đẹp sinh năm 2004 nói thêm cô không ngại hay mặc cảm chuyện có ba mẹ làm công nhân tôi không thấy có sự xấu hổ nào bởi khi tôi cần tôi chia sẻ thì ba mẹ vẫn hỗ trợ hết mình dù vất vả nhưng ba mẹ vẫn không để tôi phải thiệt thòi Bây giờ tôi đang còn trẻ nên cố gắng trau dồi để dựa vào những kinh nghiệm đó tìm kiếm một công việc tốt hơn chăm lo cho ba mẹ sau này. Cô cho hay, ở tuổi 19, Quỳnh Như có chút áp lực về việc đối diện với những lời ra tiếng vào khi trở thành á hậu. Điều khiến cô lo lắng nhất là việc ba mẹ sẽ buồn khi đọc những thông tin không hay về mình. Tôi dặn lòng phải cố gắng, cẩn trọng trong mọi thứ. Tôi cần phải sáng suốt trước những cám dỗ, cô nói, Quỳnh Như nói khi trở thành á hậu đại dương Việt Nam 2023, cô bận rộn hơn với các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện. Tuy nhiên, người đẹp vẫn muốn dành thời gian nhiều hơn cho việc học tôi thấy việc học là điều cần thiết nên mình phải ưu tiên nhan sắc chỉ là nhất thời tri thức mới là mãi mãi danh hiệu là cái tôi may mắn có được nhưng tôi muốn mình vẫn trau dồi thêm để lo cho cuộc sống sau này cô bày tỏ quan điểm